Tin tức giải đấu vô địch bóng đá châu Âu Euro, chỉ có thể giành vị trí thứ 3 tại bảng F, Bồ Đào Nha sẽ phải đối đầu với đội bóng số 1 thế giới hiện tại là đội tuyển Bỉ. Liệu rằng bản lĩnh của các nhà đương kim vô địch Euro có được thể hiện trong trận cầu kinh điển này hay không? Soi kèo Bỉ với Bồ Đào Nha. Soi kèo châu Á, kèo chấp Bỉ với Bồ Đào Nha. Tỷ lệ kèo châu Á 0.25 không quá bất ngờ khi Bỉ là đội bóng được đánh giá cao hơn trong trận đấu tới đây. Chắc chắn Ronaldo cùng các đồng đội phải trải qua 90 phút thi đấu vất vả. Tỷ lệ kèo Bỉ với Bồ Đào Nha. Phong độ Bỉ 5 trận gần nhất, JVW sau màn trình diễn ấn tượng tại bảng B. Bỉ giành quyền đi tới vòng 1/8 với tư cách là đội dẫn đầu. Họ vẫn đang cho thấy được sức mạnh ở giải đấu này và là ứng viên nặng ký cho chức vô địch. Phong độ Bỉ. Ngoài ra Bỉ vẫn giữ được sự ổn định trước khi bước vào lượt trận với Bồ Đào Nha tới đây. Bỉ đã không thua bất cứ trận đấu nào sau 5 trận gần nhất, ngược lại sở hữu cho mình một trận hòa và liên tiếp 4 chiến thắng sau đó. Xem top nhà cái uy tín nhất Việt Nam. Phong độ Bồ Đào Nha 5 trận gần nhất, 1 điểm trong trận đấu cuối cùng tại bảng tử thần với đội tuyển Pháp đã giúp cho Bồ Đào Nha có mặt tại vòng 1/8 với tư cách là đội bóng đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất trong 6 bảng đấu. Tuy nhiên màn trình diễn của Bồ Đào Nha chưa thật sự làm yên lòng người hâm mộ. Phong độ Bồ Đào Nha. Đội tuyển Bồ Đào Nha chỉ có được 2 chiến thắng trong 5 trận gần nhất. Đây là một hồi chuông cảnh báo đối với các nhà trên con đường bảo vệ ngôi vương. Trong trận đấu sắp tới, nhà cái châu Á ấn định Bỉ nằm kèo trên và chấp Bồ Đào Nha 0.25 bàn. Người chơi đặt cược cho Bỉ ăn tiền khi đội bóng này giành chiến thắng. Tỷ lệ ăn cược của Bỉ là 2.12, còn với Bồ Đào Nha con số này là 1.81. Nhận định kèo châu Âu Bỉ với Bồ Đào Nha. Với Bồ Đào Nha đã có 5 lần chạm trán nhau chán kể từ năm 2000 cho đến nay. Đáng chú ý Bỉ chưa đánh bại Bồ Đào Nha bất cứ lần nào, ngược lại đã phải nhận 3 thất bại và chỉ có được 2 trận hòa. Lịch sử đối đầu. Bỉ với Bồ Đào Nha trận đấu cuối cùng hai đội gặp nhau vào năm 2018 tại trận giao hữu quốc tế và đã không có đội bóng nào giành chiến thắng. Kết thúc 90 phút thi đấu, Bỉ với Bồ Đào Nha đã hòa nhau với tỷ số 0-0. Nhà cái châu Âu ấn định. Những tỷ lệ này tương ứng với kết quả chiến thắng, thua và hòa của Bỉ. Nếu Bỉ giành chiến thắng, người chơi sẽ được ăn cược với tỷ lệ 2.45. Chọn Bỉ giành chiến thắng. Soi kèo tài xỉu Bỉ với Bồ Đào Nha. Tỷ lệ kèo tài xỉu 2.25. Thành tích ghi bàn của Bỉ chưa quá nổi bật tại Euro 2020. Sau 3 trận đã đấu, các cầu thủ Bỉ ghi được 7 bàn thắng. Trong đó Lukaku đang là ngôi sao sáng nhất của đội tuyển Bỉ khi đã có được 3 bàn thắng ở giải đấu này. Phía bên kia chiến tuyến, Bồ Đào Nha cũng có những kết quả tương tự đối thủ trên mặt trận tấn công ở giải đấu này. Điều đó được thể hiện qua việc Bồ Đào Nha cũng sở hữu 7 bàn thắng sau khi kết thúc vòng bảng. Mặc dù vậy, Bồ Đào Nha còn phụ thuộc quá nhiều vào Ronaldo, dù sao người Bồ đã ghi tới 5 bàn thắng và dẫn đầu danh sách vua phá lưới. Với kèo tài xỉu là 2.25, thì Bỉ có 2 trong 5 trận đấu mới đây về kèo tài. Đối với Bồ Đào Nha, họ có tới 4 lần trận đấu kết thúc với nhiều hơn 2 bàn thắng. Nhà cái ấn định tỷ lệ kèo tài xỉu cho trận đấu tới là 2.25. Người chơi đặt tài ăn tiền khi hai đội ghi được từ 3 bàn trở lên. Tỷ lệ ăn tiền của tài là 1.86 và xỉu là 2.00. Đội hình dự kiến Bỉ với Bồ Đào Nha: Bỉ 3-4-3, Courtois, Andoiran, Borata, Vertonghen, Captain Gebrina, Tielemans, Hazard, Mertens, Carrasco, Lukaku. Huấn luyện viên Roberto Martinez. Bồ Đào Nha 4-3-3, Patricio, Semedo, Diaz, Pepe, Guerrero, Danilo, Carvalho, Sanchez, Ronaldo, Rota, Silva. Huấn luyện viên Fernando Santos. Soi kèo tỷ số Bỉ với Bồ Đào Nha. Nếu tỷ số ở trận đấu cuối cùng hai đội gặp nhau được lặp lại thì người chơi sẽ được ăn cược với tỷ lệ 7.00. Tuy nhiên, theo các chuyên gia soi kèo Euro, khả năng trận đấu kết thúc với tỷ số 2-1 dành cho chiến thắng của Bỉ. Người chơi chọn đúng sẽ nhận về mức cược khá ổn là 8.25. Tỷ lệ kèo tỷ số trận đấu Bỉ vớt Đào Nha. Lời kết. Dự đoán tỷ số trận đấu. Tỷ số hiệp 1, Bỉ với Bồ Đào Nha 1-1. Tỷ số cả trận, Bỉ với Bồ Đào Nha 2-1.
We'll be right back.